trước đến nay, Europa League luôn không được đánh giá cao như Champions League. Bởi trong mắt giới mộ điệu, đây chỉ là một sân chơi hạng 2 và không có được sức hút mạnh mẽ đến từ những ông lớn bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, Europa League những năm gần đây trở nên đặc biệt hấp dẫn nhờ sự góp mặt của những đội bóng như Manchester United hay Arsenal. Không những vậy, giải đấu này còn có sự góp mặt của những đội bóng khác đáng chú ý như Sociedad, Roma hay Lazio. Trong khi đó, giải đấu hạng thấp hơn là UEFA Europa Conference League cũng có sự hút của riêng mình với sự góp mặt của Fiorentina, West Ham hay Villarreal. Sau đây, hãy cùng chúng tôi nhận định về cơ hội liên tiếp của những ông lớn tại hai sân chơi này sau khi họ hoàn tất các bảng đấu của mình. Đầu tiên là Europa League. Theo hệ số của UEFA, cả hai ông lớn bóng đá Anh là Man United và Arsenal đều được xếp vào nhóm hạt giống số 1, bên cạnh nhà vô địch Europa Conference League là Roma, cùng với các đội khác như Lazio, Braga, Belgrade, Dynamo Kiev và Olympiacos. Nhóm hạt giống số 2 có sự hiện diện của rất nhiều câu lạc bộ đến từ giải vô địch quốc gia hàng đầu như Gent, Monaco, Real Sociedad. Trong khi đó, Betis hay Freiburg là những cái tên đáng chú ý ở nhóm hạt giống số 3. Europa League 2022-2023 có cơ hội chào đón sự xuất hiện đầu tiên của Cristiano Ronaldo. Năm 2003, Ronaldo từng tham dự sân chơi hạng 2 châu Âu cùng với Sporting, khi đó còn mang tên UEFA Cup. Với chất lượng đội hình vượt trội, Arsenal và Man United đều được đánh giá là ứng cử viên vô địch. Trong khi Arsenal chưa từng lên ngôi, Man United đã có một lần đăng quang vào năm 2017. Với sự góp mặt của hai đại diện Arsenal và Man United, Europa League cũng sẽ nhận được sức hút cao hơn. Cả hai đều là những đội bóng có truyền thống và lượng cổ động viên đông đảo. Đối với riêng Arsenal, sau mùa giải 2021-2022 không tham dự sân chơi châu Âu, họ đang cho thấy quyết tâm lấy lại vị thế của mình với việc nâng cấp đội hình sâu bằng những bản hợp đồng chất lượng, trong khi Man United cũng đang khát khao một danh hiệu sau 5 năm trắng tay. Cũng như Champions League, lễ bốc thăm Europa League áp dụng quy tắc các câu lạc bộ cùng liên đoàn sẽ không cùng bảng. Do Anh chỉ có hai đại diện và cùng một nhóm số 1 là Arsenal và Man United, họ sẽ không gặp bất kỳ đối thủ nào ở các nhóm hạt giống tiếp theo. Buổi lễ bốc thăm vòng bảng UEFA Europa League đã diễn ra thành công tốt đẹp với những bảng đấu khá cân bằng. Tuy nhiên, sự vượt trội vẫn là có với các ông lớn. Các đội đứng đầu bảng sẽ dự vòng 16 đội, trong khi 8 đội xếp nhì bảng sẽ đá playoff với 8 đội xếp thứ 3 tại Champions League. Sau đó là các vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Trận chung kết sẽ diễn ra tại sân vận động Puskás Arena tại thủ đô Budapest của Hungary. Theo kết quả bốc thăm, Quỷ Đỏ rơi vào một bảng đấu không quá dễ thở. Họ nằm bảng E cùng với các đối thủ là Sociedad, Sheriff Tiraspol và Omonoia. Trong số này, Real Sociedad, đại diện của La Liga, là cái tên đáng chú ý nhất. Bởi tại đấu trường quốc nội, Sociedad chưa bao giờ là một đối thủ dễ chịu với những Barca, Atletico hay Real Madrid. Trong đội hình của Sociedad hiện tại, họ có trong tay lão tướng David Silva, tiền đạo Mikel Oyarzabal. Hai tiền vệ của họ với tài năng trẻ Takefusa Kubo, Asier Ilaramendi, Robert Navarro hay Mikel Merino chắc chắn để có thể hướng đến ngôi vương tại sân chơi hạng 2 châu Âu. Erik ten Hag cần phải vượt qua được chướng ngại lớn mang tên Sociedad tại vòng bảng. Dù vậy, trong quá khứ, Man United cho thấy họ chưa từng ngang Sociedad khi đối đầu. Man United đã bất bại trong 4 lần gặp đối thủ này. Họ không nhận bất kỳ bàn thua nào, trong đó có 2 chiến thắng. Lần gần nhất Man United gặp Sociedad là ở vòng 1/16 Europa League 2020-2021. Thời điểm đó, Man United đánh bại đại diện Tây Ban Nha 4-0 ở lượt đi và hòa không đều ở lượt về. Hai lần giáp mặt còn lại là ở vòng bảng Champions League 23-24. Man United cũng thắng 1-0 ở lượt đi và hòa không đều ở lượt về. Trong khi đó, Man United chưa từng gặp Sheriff Tiraspol và Omonoia. Tuy nhiên, Sheriff Tiraspol là cái tên không thể xem thường. Đội bóng này từng hạ gục Real Madrid 2-1 ngay tại Champions League mùa trước. Còn với Omonoia, câu lạc bộ đến từ đảo Ship rõ ràng vẫn là cái tên yếu nhất của bảng đấu. Và nếu như Man United đá đúng thực lực, đội bóng nước Anh sẽ không quá khó để giành lại tấm vé đi tiếp vào vòng trong với vị trí nhất bảng. Arsenal. Lao thăm đưa thầy trò Mikel Arteta nằm ở bảng A cùng với ba câu lạc bộ là PSV Eindhoven, Bodo Glimt và Zurich. Trong ba đối thủ này, PSV dĩ nhiên là đối thủ nguy hiểm nhất. Trong quá khứ, hai đội gặp nhau tổng cộng 6 lần, đều ở Champions League. Trong 6 trận đấu, Arsenal thắng 2, hòa 3 và thua 1. Hai đội còn lại là Bodo Glimt và Zurich có lẽ sẽ không phải là chướng ngại thực sự khó khăn với pháo thủ, khi họ hoàn toàn có thể giành được những kết quả có lợi và tấm vé nhất bảng. Arsenal vẫn đang cho thấy một phong độ thăng hoa sau 3 trận toàn thắng và độc chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Premier League. Giới chuyên môn khen ngợi Arteta với những chiến lược đầy chuyển biến. Người ta cũng khen ngợi các tân binh như Zinchenko, Jesus
hay những nhân tố vừa đi du học về như Saliba. Arsenal có sự cải thiện đáng kể ở cả hai đầu sân, sự thay đổi lối chơi cực kỳ ấn tượng. Rõ ràng Zinchenko và Gabriel Jesus, hai tân binh đều đến từ Man City, đã bổ sung chất lượng và giúp đội hình của đội chủ sân Emirates như được nâng cấp. Gabriel Jesus đã thay đổi cả diện mạo hàng công của Arsenal. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa 2004-2005, Arsenal toàn thắng trong 3 vòng đầu. Sự thay đổi đánh dấu hành trình hồi sinh cực kỳ ngoạn mục. Và giờ đây, đội bóng của Mikel Arteta đã nổi lên như ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Europa League. Roma. Đương kim vô địch Conference League là Roma nằm tại bảng C cùng với Ludogorets, Betis và HJK. Đây được coi là bảng đấu tương đối nhẹ nhàng với đội bóng của Mourinho, nên khả năng đi tiếp của họ với ngôi đầu bảng khá cao. Với trừ Betis có thể là trở ngại tại bảng C này, thì hai đội còn lại là cho đối thủ hạng trung bình. Lời gần nhất, người hâm mộ Gianluigi được chứng kiến đứa con tinh thần của mình đứng trên đỉnh bóng đá Ý đã cách đây 21 năm. Khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn khiến các cổ động viên hụt hẫng. Ở mùa này, đội chủ sân Olympico đã chiêu mộ những chữ ký chất lượng phù hợp với triết lý mà Mourinho đã xây dựng như Dybala, Matic và Naldum, cùng với những con người đang có, tạo nên một tập thể đủ sức mạnh để cạnh tranh ngôi vô địch mùa tới, đặc biệt là tại Europa League. Với sự chạy hạng ba châu Âu là Europa Conference League, đây là giải đấu nhận được ít sự chú ý hơn bởi không nhiều cái tên lớn góp mặt tại sự chơi này. Thế nhưng, sau mùa giải đầu tiên được tổ chức thành công vào năm ngoái, Europa Conference League mùa này hứa hẹn sẽ mang đến yếu tố thu hút hơn, đặc biệt khi có sự góp mặt của những đội bóng tên tuổi như Villarreal, Fiorentina hay West Ham. Villarreal, Tòa Ngọc Vàng không còn là cái tên xa lạ, bởi nếu xét về vĩ thế, họ dù không được xem là một ông lớn Tây Ban Nha hay bóng đá châu Âu, nhưng ở bất kỳ đấu trường nào, Villarreal cũng cho thấy họ là một chướng ngại không hề dễ bị đánh bại. Nên nhớ, họ đã đánh bại Man United để lên ngôi Europa League 2020-2021. Đội bóng của Unai Emery như một câu chuyện ngụ ngôn trong bóng đá thời đại dịch, chiến thắng với số tiền chi ít nhất cùng nền tảng được xây dựng từ cây nhà lá vườn. Với số lượng nhiều cầu thủ từ đào tạo, những hợp đồng mới của Villarreal cũng dễ dàng hòa nhập như Raúl Albiol, Dani Parejo, Ibora. Tất nhiên, Unai Emery cũng không mất nhiều thời gian để xây dựng những mắt xích thành tập thể. Sau 4 năm ra nước ngoài làm việc, Emery như tìm thấy môi trường lý tưởng của Villarreal. Những sản phẩm từ đào tạo giúp các nhân tố mới nhanh chóng thích nghi với học thuyết của bóng đá câu lạc bộ. Chỉ phải nằm cùng bảng C với Beersheba của Israel, Austria Wien của Áo và Lech Poznan của Ba Lan, gần như khả năng cao Villarreal có thể vượt qua vòng bảng và tiến rất sâu tại Europa Conference League mùa này. Fiorentina. Fiorentina từng là một trong những ông lớn của bóng đá Ý, nhưng trong nhiều năm qua, họ không cho thấy được sự ổn định tại sân chơi quốc nội. Minh chứng là La Viola đã không thể góp mặt tại đấu trường châu Âu kể từ mùa giải 2016-2017. Tuy nhiên, mơ ước của các cổ động viên Fiorentina đã trở thành sự thật khi câu lạc bộ này cũng đã đánh bại Juventus ở loạt trận cuối cùng của mùa giải 2021-2022 để vượt qua Atalanta và giành vé tham dự Conference League. Tại Conference League mùa này, Fiorentina nằm ở bảng A cùng với Istanbul Başakşehir, Hurt và RFS. Hai đối thủ là Hurt và RFS chỉ là những câu lạc bộ đến từ giải vô địch quốc gia hạng thấp hơn như Scotland và Latvia. Dù chỉ có Istanbul Başakşehir là đội bóng có thể cạnh tranh trực tiếp cùng với đội bóng áo tím. Tuy nhiên, nếu xét về mặt lực lượng và đẳng cấp, Fiorentina vẫn được đánh giá cao hơn so với đại diện Thổ Nhĩ Kỳ. West Ham. West Ham là đại diện duy nhất của Anh góp mặt tại sân chơi này. Họ nằm ở bảng B với các đối thủ không được đánh giá cao bằng là FCSB của Romania, Sukkot của Đan Mạch và Anderlecht của Bỉ. Với đội hình đắt giá vượt trội so với các đối thủ, The Hammers được dự đoán sẽ dễ dàng đứng nhất bảng đấu này và tiến rất sâu. West Ham trong những năm gần đây đã cho thấy được phong độ khá ấn tượng, không chỉ tại sân chơi quốc nội mà còn cả các giải đấu lớn. Mùa trước, đội bóng của David Moyes đã tiến sâu đến bán kết Europa League sau 46 năm, nhưng đáng tiếc họ gục ngã trước đương kim vô địch Eintracht Frankfurt. Sức mạnh của West Ham đã được tăng cường vào mùa hè này với việc họ chiêu mộ thành công tiền đạo người Ý Scamacca. David Moyes đang tìm cách thu hẹp khoảng cách với top 4 Premier League sau hai mùa giải liên tiếp giành quyền tham dự cúp châu Âu. Bên cạnh đó, West Ham vẫn còn một dàn hảo thủ đầy chất lượng như Declan Rice, Mikel Antonio, Manuel Lanzini hay Thomas Suchet. Đó là toàn bộ những thông tin và nhận định đáng chú ý tại hai đấu trường Europa League và Conference League. Bạn có nghĩ gì về hai sân chơi này mùa này? Với tôi thì nó khá hấp dẫn vì có sự góp mặt của nhiều câu lạc bộ tên tuổi. Và ai sẽ đủ sức nâng cao chiếc vô địch tại hai sân chơi này? Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.